Duyên Thi xin mến chào đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin chúc các cô chú, các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay em giới thiệu với các bạn vài con đường ở nước Úc, Melbourne, ở thành phố Melbourne. Cảnh rất là đẹp luôn các bạn. Thì xin các bạn cùng đi chung với mình để ngắm cảnh đẹp của thành phố Melbourne nha các bạn. Thì con đường này dọc đường đi nó có hai cái dãy cây rất là đẹp luôn các bạn. Hai cái dãy cây nó châu với nhau, nhìn nó xanh tươi rất là đẹp luôn. Và cái video này mình quay sơ lược các cảnh ở thành phố Melbourne, đường nổi tiếng đẹp lắm. Các bạn hãy theo dõi mình nha. Một chút nữa mình sẽ quay một cái đường hầm dài nhất của thành phố Melbourne và cây cầu cũng dài rất là đẹp luôn á các bạn. Các bạn đừng có bỏ qua video này nha, hãy xem và biết được cái cảnh ở bên Úc Melbourne như thế nào nha các bạn. Thì đây là cái đường đi lên city nè các bạn, hai cái hàng cây hai bên nhìn rất là đẹp luôn, xanh tươi, nhìn thoáng mát và yên bình lắm các bạn. Giờ này là 11 giờ rưỡi sáng của thành phố Melbourne. Mình đi giờ này thì không có kẹt xe các bạn. Tầm khoảng 7-8 giờ sáng hoặc là buổi chiều á thì khoảng 3-4 giờ á mới kẹt xe. Giờ này á thì người ta cũng đi làm hết rồi. Một chút nữa mình đi ra freeway mình chạy tốc độ rất là nhanh luôn. Thì mình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bên này mình đi mà lái xe ra cái freeway mình lái tốc độ nhanh như thế nào nha các bạn. Và bây giờ mình chuẩn bị ra freeway nè các bạn cùng xem. Đó, mình lái với tốc độ 100-101 km/h rất là nhanh luôn. Bầu trời trong xanh nhìn rất là đẹp ha các bạn. Đằng xa xa thì thấy mấy cái tòa nhà rất là cao đó các bạn, mấy cái tòa nhà chung cư ở city đó. Một chút nữa đi lại gần mình sẽ quay cho các bạn cùng xem cái mấy cái tòa nhà rất là đẹp luôn á các bạn. Hôm nay rất là đẹp, thời tiết ấm áp và bầu trời trong xanh nhìn nó thanh bình đẹp lắm các bạn. Đường đi thì mấy cái cầu chung quanh đó các bạn để ý hay có cái camera người ta gắn rất là nhiều camera trên cây cầu để thí dụ mà đi dọc đường có bị cái gì đó thì người ta cũng nhìn thấy, và chạy quá tốc độ cũng bị phạt các bạn, người ta gắn camera rất là nhiều luôn. Đây là cây cầu nè các bạn, cây cầu mình nói đó, rất là dài luôn, nó có một lane, nó tới một con đường nó có tới 4 lane, thì một 4 lane đó là đi một chiều đó các bạn, thì 2 chiều cộng lại là 8 lane, thì đi rất thoải mái không có bị kẹt xe.
Cây cầu này là cầu Westgate nổi tiếng của thành phố Melbourne đó các bạn. Ai đi city thì phần nhiều phải đi qua cây cầu này, và cây cầu này sẽ đến với Round Casino, chỗ đánh bài đó các bạn, rất là nổi tiếng luôn. Ai đã đến Úc, đến thành phố Melbourne thì cũng nên đi qua cây cầu này để như mình biết được cây cầu nó dài như thế nào, và mình ngắm cảnh luôn rất là đẹp luôn á các bạn. Hồi nãy giờ mình chạy tốc độ rất là nhanh mà đi con cây cầu này mà chưa hết nữa đó các bạn. Xây cây cầu này dài dữ lắm, nhìn nó đẹp luôn các bạn. Đi rồi mình ngắm cảnh, nó gần tới cái mấy cái building của cái chung cư nhìn rất là cao đẹp. Đó, mình cũng đã xuống tới dốc cầu rồi đó, tới đây là hết rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình tiến về hướng city. Một chút nữa mình đi vô cái đường hầm cũng dài nhất thành phố Melbourne luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đường ở bên Úc này nói chung là rộng lớn và sạch sẽ thoáng mát lắm các bạn, chạy thì cũng an toàn. Ở đằng trước các bạn thấy có chiếc xe chở củi hơn, một chút nữa mình qua mặt mình quay cho các bạn cùng xem. Xe chở củi rất là nhiều luôn. Đó, các bạn thấy chiếc xe chở củi không? Rất là dài ha các bạn. Đó, các bạn thấy mấy cái tòa nhà rất là đẹp không? Bây giờ mình cũng càng đi càng thấy mấy cái tòa nhà này nhiều rồi đó, tại vì gần tới city đó các bạn, thì mình đi mình thấy rất là đẹp luôn. Cảnh chung quanh nói chung là vô cùng tuyệt vời luôn. Thì bây giờ mình chuẩn bị vô cái đường hầm nha các bạn. Đó, các bạn theo dõi coi vô đường hầm này chạy khoảng bao lâu nha các bạn. Nó rất là dài luôn á, mà chạy tốc độ cũng nhanh lắm các bạn. Trong đường hầm này thì rất nhiều camera luôn các bạn, hỏi gắn rất là nhiều. Hôm nay mình đi mình quay tất cả mấy con đường cũng đẹp, mình quay chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn có thích video này xin bấm like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha các bạn. Và mình cũng mong là được kết nối lâu dài với các bạn. Mình chạy vô đường hầm thì nó hơi ồn chút xíu, mong các bạn thông cảm giùm nhé. Các bạn thấy mình chạy hồi nãy giờ rất là xa luôn mà chưa có hết
ra hết cái đường hầm này nữa đó các bạn. Thì mình chạy coi coi bao nhiêu phút nha các bạn. Xung quanh mình đi đâu thì họ cũng có gắn camera để họ theo dõi, thí dụ lỡ có chuyện gì họ cũng biết mình và biết xe cộ như thế nào đó các bạn, rất là an toàn luôn. Cảnh chung quanh cây cối xanh tươi, bầu trời cũng trong xanh, nhìn rất là đẹp. Prepare to keep right. Thành phố Melbourne thì cảnh đẹp lắm các bạn. Để có dịp mình đi đâu mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn cùng xem cái cảnh nước Úc Melbourne như thế nào nha các bạn. Please keep right Nếu in các 1 bạn nào có cơ and hội có continue dịp to follow đến M1 nước Úc chơi towards thì đừng Johnston. nên đến thành phố Melbourne để mình tham quan mấy cái cảnh rất là đẹp luôn á. Thì họ trồng cây cũng nhiều, đi chung quanh đâu cũng thấy cây cối, nhìn nó mát mẻ và thoáng lắm các bạn. Please keep right in 1 kilometer and continue to follow M1 towards Chadstone. Bây giờ mình cũng đã vô mấy cái con đường nhà người dân ở nhiều, thì tới đây thì mình chạy tốc độ cũng chậm lại. Đường phố rất là sạch sẽ và đẹp, thoáng mát. Đó, mình quay chung quanh cho các bạn cùng xem. Now turn left into the side lane. Và bây giờ cũng chiều tối rồi các bạn. Thì mình quay cái cảnh này cũng đẹp lắm cho các bạn cùng xem. Và video của mình chia sẻ cảnh đẹp của thành phố Melbourne. Mình tạm dừng nơi đây. Xin chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.